Pha Phim Việt Nam phát hành bộ phim Chuyện về chàng Dượng. Sắp man mông gì lời yêu lệ, dắt hệ thong nhập chuyên so kỳ. Dù lệ hoàn sầu sinh hỏi trong tham hiểm yên phê. Giấc mắt ngoài hồ ngôi sân nê, thôi hỏi quan trọng tích sân phê. Chân chim phó sang thao sang cao hề tâm mô thiên thiên kiên thai dương đông phong sinh tiếp trợ dịch dương nhẹ như bạc thiên phân hỏi hơi sai sáng tâm mô nhất thiên trời màn trường xâm chung chung nhau lấy trời chờ niềm qua chờ chi si hoài nhớ mô khó sơ. Chào. Làm việc cho anh không dễ chút nào. Tại sao? Rõ ràng đúng giờ mà cũng trễ hơn sếp. Muốn thăng chức cũng khó đó. Tôi chỉ muốn lấy mình làm gương thôi. Còn nói là lấy mình làm gương. Cổ áo của anh bị lệch nè. Đứng lên tôi sửa giùm cho. Cảm ơn. Không phiền hai người. Cô đã phiền chúng tôi cái gì? Tôi không muốn biết chuyện riêng của người ta. Có thể họp được chứ? Được. Nhưng mà trước khi họp tôi muốn nói chuyện riêng một chút. Tôi có 3 vé đi coi độc tấu đập piano. Muốn mời hai cô đi coi. Được. Đã lâu rồi tôi không có đi coi độc tấu. Được. Chút nữa tôi nhờ người đưa vé cho cô. Họp nha. Kiểu này mới nhập về hôm qua. Hơn nữa đang thịnh ở bên Nhật đó. Được rồi tôi lấy cái này. Cảm ơn quan kỳ. Túi sách này mắc lắm đó. Chị đã quên em nói gì chứ chị sao? Ăn diện đó. Phần lớn thời gian chị đều ở công ty. Ăn diện đẹp đến mấy cũng không có ai nhìn mà. Nhưng mua đi nghe nhạc thì cũng nên chứ. Đi nghe nhạc có cần đầu tư như vậy không? Những người đến chỗ đó hầu hết đều là giới thượng lưu. Chị không ăn diện đẹp một chút sẽ làm mất mặt anh Thông đó. Cảm ơn cô Kỳ. Lần sau có hàng mới tôi sẽ gọi cho cô. Được. Cảm ơn nha. Bye bye. Bye. Chị Phụng, hôm đó chị cũng đi phải không? Chị lựa một kiểu đi. Hôm đó chưa chắc chị đi được. Bản kế hoạch đã gặp trục trặc rồi. Có lẽ phải tăng ca làm mới được đó. Nhưng khó mua được dễ lắm. Chị không đi thì đáng tiếc. Em đi với Tử Thông đi. Trường hợp đó hai người hợp nhau hơn. Sao vậy? Chị sợ cản trở tụi em hả? Xin lỗi. Chị gì vậy anh Dương? Canh sô-cô-la hả? Được, anh ở nhà đợi em đi. Em sẽ về liền. Bye bye. Thử hỏi có ai hạnh phúc như chị không? Cùng một lúc có hai người rất thương yêu chị. Chị coi anh Dượng là một đứa trẻ thôi. Anh Kỳ, xin lỗi đã tới trễ. Chúng ta vào đó được rồi. Tôi đã hẹn anh Thông mà. À, anh Thông có chuyện không đi được. Anh đưa vé cho tôi kêu tôi tới. Sao cùng lúc có hai người không đi? Cũng sao đâu, tôi coi với cô. Tôi không được khỏe lắm, tôi muốn đi về, bye bye. Dượng, tối rồi anh còn ở đây nhồi bột hả? À, chị Lệ Sa nói vợ bé nhỏ sẽ về trễ, cho nên em làm sẵn chè chơi nước, đợi vợ bé nhỏ về ăn. Để gọi điện thoại cho vợ bé nhỏ đã. Sao lại mất tín hiệu? Chắc không phải là mất tín hiệu đâu.
Tôi nghĩ là chị không nghe điện thoại của anh. Dĩ nhiên là không phải rồi. Chắc điện thoại 3G của vợ bé nhỏ hết pin á. Nhưng mà không sao đâu, em có thể làm sẵn cho nước đợi cậu về ăn mà. Gặp tôi thôi mà cũng bị sặc sao? Không phải anh đi nghe nhạc sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện vậy? Cô cũng đâu có đi. Sao? Thấy tôi hẹn với anh Kỳ đi cùng, cô ghen hả? Bộ anh không thấy tôi phải tăng ca sao? Làm kế hoạch cho anh cũng không ghen tiếng nào mà còn nói giọng đó nữa hả? Thì phải rồi, cô phải tăng ca, không biết nào tôi lại đi nghe nhạc. Cho nên tôi phải về đây để bồi dưỡng cô. Đợi một chút đi. Tôi không hay bằng đi nghe ở rạp, nhưng mà có bánh, vừa ăn bánh vừa nghe nhạc, chắc không có chỗ nào phục vụ tốt bằng đây chứ. Vậy anh cũng là người sếp có lương tâm đó. Tôi vừa giao bánh vừa hy sinh không đi nghe nhạc, tôi nghĩ nên có chút biểu thị chứ. Anh muốn tôi phải làm gì đi? Ít ra cũng phải có nụ hôn để cảm ơn tôi. Ăn bánh được chưa? Nè, đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi. Tại sao anh lại ở đây? Hồi nãy tôi thấy cô có vẻ không được vui, nên tôi đi theo cô. Nè, lên xe đi, tôi đưa cô đi hóng gió. Cô sao vậy? Không có gì chứ? Không ngờ chị Phụng lại được lòng anh. Chỉ thật là may mắn. Cô có từng nghĩ Tử Thông hẹn hai người đi nghe nhạc chỉ là cái cớ không? Vậy là sao? Anh nói ảnh muốn lợi dụng tôi đeo đuổi chị Phụng. Ý tôi muốn nói, trái tim của Tử Thông đã thuộc về cô Phụng, thì cô đừng thật lòng với ảnh nữa. Cho dù ảnh có lợi dụng tôi thì chứng tỏ tôi có giá trị lợi dụng. Tôi sẽ lợi dụng cơ hội đó tiếp cận anh thôi. Tôi không tin tôi lại thua chị Phụng. Cô làm như vậy khác nào đùa với lửa chứ. Bây giờ cô rút lui có thể nhẹ nhàng một chút, đến khi cô càng lún càng sâu, tôi sợ người bị phỏng sẽ là cô. Vậy thì chờ coi đến chừng đó người bị phỏng là ai. Cảm ơn. Đừng nói cảm ơn, mà cửa cho bạn gái là chuyện bình thường. Đừng có diễn cớ nha. Tại hồi nãy anh đòi đưa tôi về nhà thôi. Anh đưa em về không sao, nhưng mà xe của anh chỉ chở bạn gái của anh thôi. Nếu em không phải là bạn gái của anh sợ nó không đón tiếp em. Anh nghĩ chiếc xe của anh rất hân hoan đón em. Nếu nó không thích tôi thì sao đi? Thì sẽ không đổ máy. Em coi, chiếc xe cũng nói em là bạn gái của anh. Để coi lát nữa nó có thể đưa tôi về đến tận nhà không. Biết đâu nửa đường nó không thích tôi bị chết máy. Nếu mày chết máy, tao sẽ làm thịt mày. Nè Dương. À, chú sâu lớn, chị Lệ Sa. Tối rồi còn đứng đây làm gì? Con đã làm cho nước cho vợ bé nhỏ ăn. Hả? Con Phụng vẫn chưa về sao? Hồi nãy nó gọi điện cho tôi nói là phải tăng ca. Vậy rồi kìa.
Nè, người đó có phải là Trung Tử Thông không? Chắc phải. Vợ bé nhỏ, anh Thông. Anh gì? Trời ơi, anh Trung. Chào anh Trung, chào anh. À, tôi là má của Phụng, còn đây là bà của nó. Vậy chào hai bác, bác đừng có sáo. Gọi con là Tử Thông được rồi. À, vậy cũng đừng gọi tôi là bác, xa lạ quá. Gọi tôi là Lệ Sa đi hả? Dạ, chị Lệ Sa. Ban đêm ở chỗ này vắng lắm, ăn nên lại kém. Con Phụng tăng ca nên tôi rất lo. Nhưng sau này có cậu đưa nó về thì tôi an tâm mà. Má à. Ý, đừng sợ. Má đã từng đánh bài với má của cậu Thông đây mà. Hai người cũng thân lắm phải không Tử Thông? Đừng khách sáo quá. Anh đi về đi, nếu không má của tôi còn nói cho dài. Tôi về nha hai bác. Tạm biệt anh Dượng. Tạm biệt. Bye bye. Bác cho về sớm vậy? Sao con kêu người ta về sớm vậy? Người ta đưa con về đây, con phải mời người ta lên nhà chơi uống chén canh chứ. Vợ bé nhỏ ơi, ăn cho nước đi, anh làm cho em ăn. Bà nó còn nóng đi lắm nè. Người ta thấy em con Phụng tăng ca nên mới đưa nó về thôi. Bà nghĩ lịch đi đâu vậy? Nè Phụng à, con nói cho má biết, có phải Tử Thông đang đeo đuổi con không? Có phải hai đứa đang cặp bồ không? Cặp bồ á? Trời, con còn nhỏ không biết đâu. À, nó có tặng quà cho con không? Hay là tặng căn nhà, hột xoàn, xe hơi? À, nó đã dẫn con đi gặp ba má nó chưa? Nó có cầu hôn con không? Chừng nào hai đứa làm đám cưới? Hả? Vợ bé nhỏ là vợ bé nhỏ của con mà, sao lại làm đám cưới với anh Thông? Làm vợ bé nhỏ của anh. Thật ra con Phụng không phải vợ bé nhỏ của con. Con gọi nó hai mươi mấy năm cũng thiệt thòi quá rồi, còn muốn sao nữa? Nè, nếu như con muốn tốt cho con Phụng thì đừng gọi nó là vợ bé nhỏ nữa, đặc biệt là ở trước mặt của Tử Thông nha. Chú sao lớn chị Lệ Sa, sao hai người nói cái gì con không hiểu gì hết à? Con không hiểu thì chị giải thích cho con hiểu. Má, má cho ba lên nhà đi, đừng có nói nữa. Chỉ có con để tự công dàn xếp mà. Thôi lên đi, buồn ngủ quá. Vợ bé nhỏ, chú sao lớn như chị Lệ Sa nói cái gì vậy? Không, ba má em chỉ đùa thôi. Hả? Nhưng hồi nãy nhìn hai người đâu có giống nói đùa đâu. Đâu phải, nói chuyện em đám cưới với anh Thông là trò đùa lớn nhất trên đời này đó. Bộ mắt cười lắm sao? Con về rồi nè. Nè Phụng, đúng lúc quá. Con đã nói rõ với thằng Dượng chưa? Nói gì? Con phải dặn nó đừng có bám theo con hoài. Phải nói rõ với nó là con sẽ không làm vợ của nó. Phải đó, sau này con có bồ và đám cưới, bị thằng khờ đó bám theo hoài sao mà được. Phải đó, con hiểu. Tánh của ảnh rất thật thà. Con sợ con nói úp úp mở mở thì anh sẽ không hiểu. Nếu nói thẳng thắn sẽ làm cho anh bị tổn thương đó. Cũng phải, thằng khờ đó vừa ngu lại vừa hiền, nói sao cũng không hiểu. Không được đâu, con phải dứt khoát một chút. Con phải nói rõ ràng với nó, kêu nó đừng có bám theo con nữa. Con phải vạch rõ đường ranh với nó, đừng để nó làm phiền con và Tử Thông đi chơi. Sau này còn phải làm dâu nhà giàu nữa. Má nói lệch đi đâu vậy? Chuyện con và ảnh chưa tới đâu mà. Chưa tới đâu tức là có cơ hội rồi. Nè, má sợ thằng Dượng bám theo con hoài thì chuyện chưa tới đâu nó cũng tiêu luôn. Phải, con có tình cảm tốt với anh không? Nhưng mà theo tuổi tác, xuất thân và những thứ trong cuộc sống hàng ngày không có được giống nhau, xê xích rất lớn. Con còn không biết khi yêu phải làm sao nữa, cho nên con cũng chưa dần xếp tình cảm được. Trời, con khờ quá, còn suy nghĩ cái gì nữa? Nè, cậu Thông này vừa giàu có vừa giỏi, trẻ trung, đẹp trai, lại có phong độ, hiếm khi lại có một cậu ấm thật lòng đeo đuổi con như vậy. Sau này con làm dâu nhà giàu, chào vậy tức là gà rừng trở thành phượng hoàng, làm mơ ước của biết bao cô gái. Phải. Mấy thằng giàu có này luôn có nhiều cô gái bu quanh. Tôi sợ mấy thằng cậu ấm hàm mới mẻ không có thật lòng thương con Phụng của chúng ta. Bộ con gái của chúng ta tệ lắm sao? Dù gì nó cũng tốt nghiệp ở trường điểm ở nước Mỹ mà. Ông nhìn coi nó đẹp gái không? Nếu nó hòa vào xã hội thượng lưu cũng không thua kém gì đâu. Nhưng khổ là người ta không có nghĩ như vậy. Tôi chỉ sợ con Phụng đặt hết tình cảm vào đó thì bị người ta ruồng bỏ, chị mới gây gò đó. Trời ơi, sao lại ruồng bỏ nó? Sao người ta lại ruồng bỏ nó? Nó vậy dễ thương lại có sức quyến rũ nữa mà. Mà điên quá đi. Trời, chuyện gì vậy? Chị không sao chứ? Chuyện gì? Không cẩn thận bị phỏng tay. Dì quá, đây ngồi đi. Nước mau, nóng quá nè, làm đau mau chết xích phòng à. Nếu không sẽ bị phòng lên chết á. Để tôi xích. Dì Liên à, sáng nay con thấy dì có chuyện gì không ổn rồi. Tinh thần dì rất kém, có phải lo cho chú Thủy cực quá không? Không phải, tại dì ngủ không ngon thôi. Anh Thủy, con gì vậy? Dì Liên bị phỏng tay. Hả? Sao rồi? Phải đó, dì bị mất ngủ, tinh thần rất kém nên bị phỏng tay đó. Trời ơi, hai đàn vậy đi, chị về nhà nghỉ để tôi coi tiệm được rồi. Trời ơi, người phải nghỉ ngơi là anh. Tôi cực một chút có sao đâu.
Còn anh không thể cực nhọc quá, lỡ ảnh hưởng đến bệnh tình thì uổng phí công sức của tôi. Trời ơi, hai người thiệt tình, người bị bệnh tỉnh táo, người không bị bệnh thì tàn tạ. Chị Liên, giữ gìn sức khỏe đi. Ồ, phải đó, ngày nào tôi cũng tập thái cực, ngày nào tôi cũng uống thuốc, cho nên bệnh càng lúc càng thuyên giảm. Còn chị cực quá, vừa lo tiệm chè vừa lo cho tôi nữa. Ê, chăm sóc anh cực chút có sao đâu. Còn trên tinh thần, chỉ cần anh qua khỏi nạn này, tôi làm gì cũng xứng đáng. Chị Liên à, chị tốt với tôi quá. Nè, anh đi tập thái cực đi, anh ra tiệm làm cái gì? Thì tôi đem tập áo cưới này đến cho chị coi đi nè. Chị coi, thích cái nào ha. Tới ngày đó mình mặc áo cưới đi đăng ký nha. Được rồi, anh đem về từ từ coi đi, tôi còn rất nhiều công việc. Thôi đi tập thái cực đi. Vậy hả? Được, tôi đi tập thái cực nha. Không có đau ốm, tập thái cực làm gì chứ. Coi tivi hưởng phước còn sướng hơn. Chết. Chú Thụy ơi. Ủa, ai mở tivi vậy? Không lẽ chú Thụy ở nhà? Không lý nào, giờ này ảnh đi tập thái cực rồi mà. Trong toilet cũng không có ai. Dì Liên, dì có ngửi được không? Có mùi mốc đó, con chịu không có nổi. Đến đây vài lần thì chị sẽ quen. Thôi đừng nói nhiều nữa. Dượng à, con quét nhà đi. Chúng ta dọn dẹp nhà sạch sẽ nha. Ê trời ơi, dì Liên, dì coi nè, quần của chú Thụy dơ quá à. Dì Liên à, hả? Chú Thụy sống như vậy sau này dì ở với chú ấy làm sao mà chịu nổi? Chú Thụy nói hả, một cái quần lật mặt trước lật mặt sau lộn lại có thể mặc 4 ngày luôn á. Em nghĩ cái quần này ít nhất đã mặc 4 ngày rồi, chắc chắn là vậy. Ôi trời ơi. Dì Liên ơi, dì sao vậy? Để tôi đi, con đưa má đi bác sĩ nghe được không? Thôi khỏi, má uống vitamin là được rồi, không sao đâu. Dạ, con đi gót ly nước cho má ha. Dâu nè. Dì Liên à, con đã kêu dì đừng có đến đây dọn, để con dọn được rồi mà. Con cũng thấy đó, ở đây rất lộn xộn, mùi còn khó chịu hơn là bãi rác nữa. Bây giờ dì không dọn sạch sẽ để khử trùng, sau này làm sao mà ở? Dì Liên à, chú Thụy không chịu thay đổi lối sống, ngày nào dì cũng dọn phí không á. Từ lúc quen ổng đến giờ, ổng cũng không có thay đổi. Già rồi làm sao mà sửa được. Hàng gì dạo trước má nói là má nằm mơ thấy chú Thụy biến thành con mèo dơ dái tới gần má. Má lập tức giật mình thức dậy ngay. Dương à. Dì Liên à, gần đây dì không đủ tinh thần, không phải dì làm việc mệt nhọc quá, mà là áp lực tinh thần. Dì Liên, có phải dì không muốn lấy chú Thụy không? Trước đây dì dắt theo thằng Dượng bơ vơ không nơi nương tựa, cũng may ổng đã cho dì làm ở trong tiệm chè, cho nên mới nuôi thằng Dượng khôn lớn nè. Làm người thì phải biết trả ơn, với lại phải giữ lời hứa chứ. Chuyện gì đã hứa với ổng mà không làm được, người ta sẽ nói gì vô ơn vô nghĩa. Dì muốn trả ơn, đồng thời cũng muốn chú trị khỏi bệnh, thì dì chịu đau khổ lấy một người dì không yêu. Dì Liên à, chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của dì đó, dì phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Má ơi, con không muốn nhìn thấy má không vui đâu. Nếu như má không muốn lấy thì đừng có lấy nghe. Phải đó, má đã nói với con rồi, chúng ta đã nợ chú Thụy mấy chục năm, má làm vậy chỉ để trả ơn thôi, con không hiểu sao. Chị Liên à, chị gọi điện đặt trứng chưa? Họ nói là trưa nay vào tới. Alo, đợi tôi chút nha, gọi điện hối họ đi. Sao anh kỳ cục vậy, đã gọi nhiều lần giờ mới gọi lại. Giờ tôi ở đây nó không tiện đâu, cứ chỗ nào gặp mặt nói chuyện đi. Tôi biết nhà hàng nào rồi, phòng bếp đầu hai chứ gì, lát nữa gặp ha. Chà, đi đâu mà gấp quá vậy? Tôi đi tập thái cực, tôi sẽ về liền. Rõ ràng là nó đến nhà hàng, tại sao lại gạt mình chứ? Như vậy là sao đây? Trả lại nguyên vẹn, những việc trước đây chúng ta thỏa thuận coi như không hề xảy ra. Chúng ta chưa từng gặp mặt, ai không quen tôi không quen anh,
anh Thủy, không phải là anh chê ít chứ? Không phải, tôi thấy mình rất đê tiện, gã chị Liên mình bị bệnh nan y để chỉ đồng ý lấy tôi. Nè, cái này hay đó, anh có thể được như ý muốn, chị hai của tôi cũng khỏi lo chồng mình dính líu tới bà. Anh đừng quên, một khi anh đám cưới với bà, thì 20 triệu sẽ vào túi của anh, lẽ nào anh lại ngu như vậy chứ? Trước đó tôi nghĩ như vậy có thể che giấu được, nhưng bây giờ tôi phát hiện lương tâm và nhân phẩm không thể mua bằng tiền được. Anh cho tôi ngu cũng được, cho tôi thấy tiền không biết lượm cũng được. Tóm lại cuộc giao dịch này chấm dứt tại đây. Nè anh Thủy, anh Thủy, anh nói đi, thật ra anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi quá hèn hạ rồi, anh đừng có làm nhục tôi nữa có được không? Anh nói nãy giờ chẳng qua chỉ muốn thêm tiền thôi, tôi trả thêm cho anh 5 triệu đồng, chỉ còn vấn đề gì nữa? Thì ra hai người thông đồng với nhau. Chị Liên, bỉ ổi, đê tiện. Đừng Phúc Thủy, anh đừng có chạy nha. Anh nói gì? Bà mập đó đã biết chuyện. Tất cả cũng tại ông bán chè đó, tự nhiên đòi rút lui, bị ông làm tức chết luôn. Vậy thì chết rồi, thế nào bà mập đó cũng đi mét với ổng. Chị Hai à, lát nữa anh Hai về, nếu có nhắc đến chuyện này, chị đừng có cãi với ảnh. Có chuyện gì cứ để em lo cho. Ê, tránh ra đi. Nè nè, chị không được vào nhà người ta nè. Chị à, trời ơi, chị không được vào nhà người sao ta. Sao lại không mà được chứ, đừng có cản đường tôi. Tôi đã nói bà không có biết được. Tôi là nhân viên không? Tôi có thể báo cảnh sát bắt bà đó. Đó, báo cảnh sát đi, tốt nhất là gọi phóng viên tới để phanh phui chuyện này ra, coi ai xấu hổ thì biết. Chị Phương à, chị vào nhà đi. Dạ. Lần trước bắt tôi ký thỏa thuận gì đó, bắt thằng Dượng và ổng cắt đứt quan hệ cha con, tôi không đồng ý, thì ra bà sai em của bà mua chuộc anh Thủy, kêu ảnh giả bị bệnh nan y để tôi lấy ảnh. Thật là vô liêm sỉ. Bây giờ chị muốn gì? Bây giờ tôi nói cho bà biết, sau này bà đừng có hòng lấy tiền mua chuộc người ta nữa. Ông làm ơn giữ hai người này cho đàng hoàng đi, sau này đừng có quấy rầy tôi nữa, nếu không hậu quả tự chuốc lấy. Là tôi kêu cô quán làm như vậy, ông có chửi thì chửi tôi đi. Người ta không đụng đến bà, sao bà lại làm chuyện vớ vẩn vậy? Không đụng đến tôi, tôi lấy ông đã nhiều năm, ông chưa từng nói với tôi bằng thái độ đó. Sau khi mẹ con họ xuất hiện, tôi vừa nhắc đến họ, có lần nào ông không bênh vực họ mà trách mắng tôi không? Bây giờ là họ phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta, tôi chỉ làm chút chuyện để bảo vệ mình thôi. Tôi đâu có cho người đến làm hại họ, tôi làm vậy là nhân đạo lắm rồi. Tóm lại sau này đừng làm mấy chuyện đó, để hai bên dễ xử hơn. Ông chỉ biết quan tâm đến họ, ông có quan tâm đến tôi, có dễ xử không? Anh Hai, chuyện ra đông nỗi này, anh không thể đổ lỗi cho chị Hai được. Vậy đối xử với anh thế nào anh cũng biết rõ mà. Trước đây bà của em chê anh nghèo, không cho chị lấy anh, chỉ không những bỏ ngoài tay, mà còn lấy hết tiền dành dụm góp vốn cho anh làm ăn nữa. Những ngày đó không lẽ anh quên rồi sao? Tình nghĩa mà chị em cậu dành cho tôi suốt đời này tôi cũng không quên. Nhưng bao năm nay tôi đối xử chị em cậu như thế nào cậu cũng biết rồi mà. Phải, anh không hề bạc đãi chị em của em. Nhưng sau khi thằng khờ đó chị má của nó xuất hiện, không ngày nào chị được vui vẻ hết. Suy cho cùng, chuyện này chỉ một tay anh gây ra thôi. Có phải anh cũng nên nhường chị hay không? Chuyện này tự tôi sẽ giải quyết. Nhưng sau này hai chị em đừng có làm khó thằng Dượng nữa. Bà, chuyện này cũng do trước đây tôi dàn xếp không được tốt. Nếu như ngay từ đầu tôi nói rõ bà chuyện về mẹ con họ thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng thằng Dượng nó là con của tôi, đó là sự thật không thể thay đổi. Tôi có trách nhiệm phải chăm sóc nó. Tất cả cũng tại tôi ngu. Trước đây biết bao nhiêu người giàu có đeo đuổi tôi mà tôi lại không chọn, vừa lắm. Hôm nay phải dành chồng với người ta. Sao bà lại nói những lời giận dỗi như vậy? Tôi nói với bà rồi, tôi và bà không còn gì nữa. Chung Cẩm Vinh này chỉ có người vợ là bà, không có người phụ nữ nào khác có thể thay thế. Vậy ông định dàn xếp mẹ con họ như thế nào? Bà yên tâm đi, mẹ con họ nương nhau sống đã nhiều năm rồi, họ có lối sống riêng của họ. Tóm lại, người tôi coi trọng nhất là bà đó. Ngày nào tôi chưa nhắm mắt tôi cũng không rời khỏi bà. Năm trái xoài này đều không có thơm, tức là không có ngọt. Đâu coi. Tất nhiên rồi, đây là xoài cái mà phải lấy xoài đực mới được á. Hả, bộ xoài mà cũng có đực với cái? Có chứ, nè trái vừa nhọn vừa dài là xoài đực, đặc biệt thơm ngon hơn á.
Ờ, chắc là năm trái này là xoài cái à, trồng vô hả? Phải rồi. Ờ, chị Liên à, để tôi làm cho. À, tôi làm cho. Ủa, Dượng, sao đột nhiên mua nhiều xoài vậy con? Ồ, 4 năm trước kia vợ bé nhỏ đi qua Mỹ, con không có mừng sinh nhật cổ. Năm nay là năm thứ 5 nên con mua 5 trái xoài mừng sinh nhật bù cho cổ. Con còn nấu cho nước nữa đó. Nhưng mà anh Tân nói con đã mua 5 trái xoài cái, cho nên không có thơm, không có ngọt gì hết. À, vậy thì con để vào lu gạo ủ cho chín một chút thì sẽ ngọt. Hả? Để vô lu gạo ủ chín một chút sẽ ngọt? Phải đó, để vô lu gạo chín một chút ngọt liền. Ai mượn anh nói gì cũng bắt chước hết. À, anh Thủy. Ờ, anh Thông. Chú Thông. Mọi người có lộc ăn rồi nè. Tôi về quê hái vỏ trái giải cho mọi người nè. Đừng nói là không chia sẻ nha. Cảm ơn nghe. Sao quá. Giải này ở ngoài chợ cũng có bán mà tại sao phải về quê mới hái được cực vậy? Giải bán ngoài chợ đâu có giống đâu. Giải của chú là do đồng hương ở quê của chú trồng chung mầm, đến khi đơm qua kết trái, tưới nước bón phân tốn nhiều công sức lắm. Hơn nữa trái trên cây xuống rất thơm và ngọt, ăn vào không chỉ ngon mà còn có tình cảm nữa. Xoài trên cây lớn quá à. Còn rất thơm nữa. Nếu có thể hái xuống ăn thì tiền đi mai ha. Vợ bé nhỏ, để anh ẵm em lên thì em sẽ đủ cao để hái rồi. Anh Dương ơi, em nhón cao chút nữa đi, em sắp hái được rồi. Vợ bé nhỏ, em có sao không vậy? Em hái được xoài rồi nè. Không biết cây xoài đã có xoài chưa nữa. Ê, sao cây xoài lại trở thành bia đá vậy kìa? Chắc là cây xoài bị chặt mất tiêu rồi. Ý anh Dượng, sao buồn quá vậy? Chị Hảo, đúng ra ở chỗ này có một cây xoài. Sinh nhật vợ bé nhỏ, em định đến đây hái xoài cho vợ bé nhỏ ăn. Nhưng mà cây xoài đã bị chặt rồi, bây giờ trở thành bia đá. Vậy cũng đành chịu thôi. À, chị Hảo, chị có biết chỗ nào có cây xoài không vậy? Hả? Tôi nghĩ ở trên núi là chắc là có cây xoài. Không ổn rồi, tôi không thể nào đi tiếp nữa. Chị Hảo à, bộ chị mệt lắm sao? Phải đó, chân của tôi bụng rụng quá, đi tiếp là tắt thở luôn á. Em đã nói với chị rồi, đừng có đi theo em. Tôi đâu có yên tâm ra đi một mình lên núi đâu. Thật ra ở đâu cũng có bán xoài hết, tại sao lại đến đây tìm cái xoài chứ? Chị không có hiểu đâu, vợ bé nhỏ thích ăn xoài còn tươi à. Đặc biệt á, là xoài hái từ trên cây xuống á. Nếu như em có thể lấy một cây xoài con về ha, sau này trồng lên trái nè, hái rồi lại ăn, ăn rồi lại hái nữa, ăn hoài cũng không hết. Khoan đã, cây xoài rất lớn, hai chúng ta đâu có đủ sức khiêng về đâu. Chị đừng có lo, em thấy ở trên TV nói hả, bứt một nhánh ra là có thể trồng được một cây rồi. Có đơn giản như vậy không? Kiếm được cây xoài rồi mới tính đi. Đi 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 đi. Không được đâu, mỏi chân quá, nghỉ một lát đi. Uống miếng nước đi. Đừng có nghỉ nữa, đi tiếp đi. Sao mau vậy? Nghỉ chút xíu nữa được không? Hay là vậy, một mình em đi tìm, chị ngồi nghỉ tiếp đi ha. Hả, không được, trên đó rất nguy hiểm. Không có sao đâu mà. Anh đi một mình thật sao? Phải đó, chị đợi em nha. Cẩn thận chút nha. Sao không có cây nào có xoài hết vậy? Chị Hảo nói trên núi có rất nhiều cây xoài mà. Mày là ai? Chú ơi, vậy còn chú là ai hả? Tao là chủ của vườn này, sao vào đây ăn cắp đồ? Con không có ăn cắp đồ đâu, con muốn hái 2 trái xoài đem về cho vợ bé nhỏ ăn thôi. Mày muốn hái xoài?
Dạ phải, sắp tới sinh nhật của vợ bé nhỏ rồi, con muốn tặng sòi cho cổ ăn, với lại tặng luôn cây sòi cho cổ. Tao chưa thấy ai chung tình với mày hết. Chú ơi, chú tặng cây sòi này cho con có được không chú? Cây mày đang cầm trên tay là cây sòi đó. Hả? Về nhà lấy đất mà trồng nó, đợi nay mai nó lớn một chút thì sẽ có sòi ăn thôi. Cái thiệt không? Sao chú lại gạt con chứ? Chú ơi, chú đúng là người tốt quá. Con đi đây, tạm biệt chú. Hay quá, có cây sòi rồi. Anh Dương, anh Dương, anh ở đâu rồi? Chị Hào. Hả? Nè mau về nhà đi, nắng quá à. Em nói cho chị biết nha, em đã gặp một chú dường rất là tốt bụng á. Vậy hả? Dạ phải, chú ấy còn tặng cho em cây sồi nữa nè. Tốt quá, tốt quá. Khỏi đi tìm nữa, cẩn thận đó nha. Con lên núi cả ngày rồi. Nè, uống canh bí đi, giải nhiệt đó. Trời ơi, nhìn con kìa, ăn như đói lắm vậy đó. Đâu có ai dành ăn với con. Không phải đâu, con ăn nhiều một chút để tạo ra phân bón trồng cái cây sồi đó. Cây xoài chưa phì nhiêu thì con mập chết rồi. Sắp đến sinh nhật của vợ bé nhỏ, con muốn đến ngày sinh nhật của cổ hả? Cây sồi sẽ ra trái, thế nào cũng rất vui. Nè, nè, nè. Trời ơi, đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Uống miếng canh đi con, nè, uống canh đi. Nè. Trời ơi, cô chuẩn bị sặc đó, từ từ uống con à. Hả, gì vậy, mắc nghẹn hả? Phân bón đàn tới, con phải đi bón phân liền. Không, đồ đủ tiết nghỉ nè. Cảm ơn. Để tôi phụ chị. Chị Liên à. Chị Liên. Cho nước hạt sen đây. Trôi nước hạt sen. Nè, có phải bệnh tình trở xấu không? Tôi gọi chè trôi nước hạt sen hồi nào. Trời rỗ nha. Anh Thụy, không lẽ anh lo chuyện đám cưới với chị Liên riết lú lẫn luôn rồi hả? Đừng nhiều chuyện, đừng mắc cỡ. Chuyện của anh và chị Liên đám cưới khu này đều biết hết rồi. Anh có từng nghĩ sửa sang lại căn nhà hay không? Tôi tính rẻ cho anh một chút đó, anh chịu không? Anh Thụy. Nè, anh coi có được không? Chị có nhầm không vậy chị Thuận? Chị định giới thiệu con gái cho anh Thủy đó hả? Người ta đã có đối tượng rồi. Trời ơi, giới thiệu con gái hồi nào? Đây là ngày lành mà anh Thủy nhờ tôi chọn để làm đăng ký đó. Khỏi chọn nữa. Sao vậy? Không chọn cũng không sao đâu, chỉ cần anh Thủy thấy vui là được. Anh Thủy à, anh đợi chị Liên 20 mấy năm, sao cùng chỉ chịu nhận lời? Anh phải đãi hàng xóm ở Đông Cô Đình tổ chức định ra mới được chứ. Không phải nữa. Tôi và chị Liên không có đám cưới nữa. Sao vậy? Tôi ra ngoài mua đồ. Chị Liên, nó không đám cưới nữa, đừng có hỏi lô thôi hoài. Anh Thủy. Chị Liên. Hảo. Dì không sao chứ? Dì không đám cưới với chú Thụy thật hả? Nói tóm lại, ổng không có bị bệnh, dì sẽ không lấy ổng. Có phải dì giận chú Thụy gạt dì là chú có bệnh nan y hay không? Làm sao con biết vậy? Có một đêm chú Thụy say rượu. Chú Thụy à, chú không được uống rượu mà còn uống nhiều tới như vậy. Chú bị bệnh mà không được uống rượu. Tôi không có bệnh. Còn tiếp tục như vậy thì người có bệnh sẽ là chị Liên. Chú Thụy à, chú uống nhiều quá rồi nên ăn nói lung tung. Chiếc nhẫn này không có xài nữa. Cho cô này. Tại sao lại cho con? Chiếc nhẫn này chú mua để làm đám cưới dì Liên mà. Chú đưa con để làm cái gì? Tôi sẽ không đám cưới với chị Liên. Sao vậy? Hôm nay khi chị Liên và cô đến nhà tôi dọn dẹp, tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Để chị khỏi bệnh cho tôi nên đám cưới với tôi, nên tôi còn tiếp tục gạt chị thì tôi còn là người sao? Chú Thị gạt gì là không đúng, nhưng chú đã biết lỗi rồi, tuyên bố với mọi người là hủy đám cưới. Con thấy chú là người rất thật lòng và
có trách nhiệm với gì. Sau cùng chú cũng nhận lỗi, vì tha thứ cho chú một lần đi. Ha, cái bà Liên Mập này kỳ ghê, nhận lời đám cưới mà lại quỷ. Hấp dẫn ở phim truyền hình dài tập đó, ly kỳ hấp dẫn quá. Phải rồi đó, không biết bà nghĩ cái trò gì tự nhiên quỷ hôn đột ngột vậy. Thì bởi trời ơi, chắc bà mắc bệnh khủng hoảng trước khi cưới rồi. Trước đó chỉ thương hại anh Thụy mắc bệnh nan y để mới lẹ miệng nhận lời. Bây giờ bệnh của ảnh đã thuyên giảm cho nên nuốt lời vậy thôi. Quá đáng rồi. Làm ơn. Thắng bán cá à? Hôm nay có cá tươi không? Không có, cá chết thì có mua không? Là anh Thụy đó. Phải, vô lương tâm quá. Thiệt tình, vô lương tâm quá. Đi cũng ghê á. Cần tôi ký cải bẹ xanh đi. Không có cải bẹ xanh, cải bê bướm thì có, hợp với chị lắm đó. Chị nấu cải bê bướm ăn đi. Phải đó, chị tự. Chị bê bướm là cải bê bướm là đúng nhau rồi. Mấy người có sợ cái gì đó hình người á. Mấy người muốn nói cái gì đây? Trời ơi, nói gì chị biết rõ mà. Tự chị rất vĩ đại khi lấy Thụy sao. Chị không giữ lời hứa gì hết. Quá đáng ta. Đứa con kẻ nó lấy gì đấy. Đủ rồi. Chị Liên chứ không có lỗi. Đừng có lỗi là tôi. Mọi người không biết rõ mọi chuyện, đừng có nói xấu chị Liên. Anh còn bên giật chị sao? Tế bào ung thư của anh lên tới não rồi hả? Tôi không có bị ung thư. Là tôi bị đặt chuyện để gạt chị Liên, để chỉ đồng tình nhận lời lấy tôi. Mọi người có biết không? Quá đáng. Đám người đó thật quá đáng. Chọi lìa không chịu dừng. Không bể đầu cũng bị chọi tới điên luôn. Còn nói được, tức là chưa có chết được. Còn đau không? Hết đau rồi. Tôi không có nói cái đầu của anh. Tôi nói anh bị mất 20 triệu. Với hạng người ham tiền và keo kiệt như anh á, thấy tiền mất trắng mà không thấy sót hay sao? Tôi nói thật nha, tôi cũng thấy sót lắm à. Nhưng giả sử phải khiến chị công vui, tôi mới có được 20 triệu đó, tôi không có lấy tiền đâu. Vậy anh cũng còn có tính người. Vậy chị còn giận tôi không? Giận chứ, tôi giận dữ lắm à. Giận anh xém chút vụ tôi đi đăng ký. Tôi đã biết lỗi, tôi quay đầu rồi. Anh bị người ta chà đạp cho tỉnh thì có. Đáng đời lắm. Nếu chị chịu làm bạn thân của tôi, coi chết cũng đáng. Ai là bạn thân của anh? Nhưng mà tôi còn đang làm việc ở tiệm chè của anh. Mắc công nhăn mặt nhăn mày thôi. Được rồi, chị không giận thì sao cũng được hết á. Hả? Mà không đám cưới với chú Thụy hả? Tại sao vậy? Vì thực tế chú Thụy không có bị bệnh nan y. Chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ thôi, chú tự nhát mình mà. Bây giờ chú không sao thì má không cần phải giúp đỡ chú hoàn thành tâm nguyện đám cưới. Chú Thụy không sao thì tốt rồi. Tóm lại chuyện này đã qua rồi thì đừng nên nhắc lại nữa con. Nếu chú Thụy không sao thì ngày mai con có thể mừng sinh nhật với vợ bé nhỏ đó. Con phải tưới nước cho cây xoài đấy. Chị Lệ Sa, chú Sầu Lớn. Có chuyện gì mà sáng sớm la lối ầm sùm vậy? Chị Lệ Sa, chú Sầu Lớn, con đem quà sinh nhật tới tặng cho vợ bé nhỏ và cùng đi làm với cổ. Đi gì trễ vậy? Con Phụng rất bận, sáng sớm đã đi rồi. Hả? Sinh nhật mà cũng cực nhọc dữ vậy sao? Vậy để con đem quà đến công ty cho Phụng được vui ha. Tạm biệt. Quà mà cũng có kỹ vậy sao? Ông Chung, ông còn ý kiến gì với bản kế hoạch của tôi không? Sáng kiến này rất hay, tôi rất hài lòng. Nhưng còn phần chi tiết, tôi mong cô có thể viết cụ thể một chút, rồi cố gắng tìm cơ hội hẹn người phụ trách của LMB bằng bản kế hoạch. Dạ, bà tha cho Phụng có được không? Hôm nay là sinh nhật của cổ mà. Dạ không sao, để tôi làm xong mọi việc đã, không có vấn đề gì. Tôi cũng không phải là người không có tình người. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ông Chung. Nè, ra ngoài đi. Dạ, tôi xin phép nha. Vào đi. Anh Chung. Ủa, ba, có chuyện gì? Con cũng chu đáo quá à. Nhớ ngày sinh nhật của cô Phụng. Ba vào đây chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Có phải con định tối nay mừng sinh nhật với cổ không? Có dự tính đó. Trước đó ba có nói với con, không có cần thiết đừng gần gũi cổ quá. Con cũng biết á, thằng Dượng coi cổ như là vợ. Con phải nghĩ đến cảm nhận của nó. Con thấy mừng sinh nhật một người bạn đâu có vấn đề gì đâu. Đâu có gì lớn lao. Nếu không có gì lớn lao sao con lại bận tâm quá? Ba, liệu có phải ba bận tâm tới anh Dượng quá không đây? Dượng là ân nhân cứu mạng ba mà. Hơn nữa nó đã 5 lần 7 lượt giúp cho công ty chúng ta. Thông à, chung quanh con cũng có rất nhiều cô gái, sao phải tổn hại đến tình cảm của họ? Chào bác. Tìm Tử Thông hả? Dạ phải. Bye.
Anh Thông à, kết quả khảo sát thị trường của các công ty viễn thông đều ở đây hết nè. Cảm ơn. Sao vậy, có chuyện buồn à? Anh may mắn rồi, tối nay tôi không có hẹn với ai, đi ăn cơm nha. Anh Kỳ à, giúp tôi một chuyện có được không? Anh nói đi. Có lẽ lát nữa ba tôi sẽ tìm tôi bàn chuyện ngày mai thầu miếng đất. Nhưng mà tôi có chuyện phải ra ngoài một chút. Nếu ba tôi có tìm tôi, cô nói tôi ra ngoài gặp khách. Ok. Được. Cảm ơn. Anh Dương. À, chào chị. Bye bye. Đợi giới, đợi giới. Bye bye. Bye bye. Yến Dương, anh tìm chị Phụng hả? Chị đi về rồi. Cô đi đâu vậy? Không biết, tóm lại là về rồi, bye bye. Chị có biết cô Phụng đi đâu không? Tôi không biết, tụi anh đi tìm đi, bye bye xin nha. Hỏi anh có biết? Cô biết được hả tôi, bye bye. Hả? Giờ bé nhỏ đi đâu mất tiêu rồi. Mình không thể tặng quà sinh nhật cho cổ được rồi. Anh Dương, tôi biết giờ bé nhỏ của anh đang ở đâu. Ở đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật của chị, dĩ nhiên là mừng sinh nhật với người chị yêu thương nhất rồi. Người vợ bé nhỏ thương nhất là chị Lệ Sa và chú Sâu lớn với tôi nữa nè. Đó là chuyện trước đây, bây giờ khác xưa rồi. Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi gọi điện cho vợ bé nhỏ đã. Anh đừng trách tôi nhiều chuyện. Không chừng vợ bé nhỏ của anh tắt điện thoại luôn. Hả? Sao không được vậy? Dĩ nhiên rồi. Đã nói với anh chỉ đi mừng sinh nhật với người chị yêu thương nhất, làm sao để điện thoại quấy rầy mình chứ. Anh Dượng à, có phải anh muốn biết chị mừng sinh nhật với người chị yêu thương nhất là ai không? Phải đó, phải đó. Người đó chính là anh Tử Thông đó. Người mà vợ bé nhỏ thương nhất là anh Thông đó hả? Hả? Ê, trả lời cho tôi. Điện thoại này giống như vợ bé nhỏ của anh vậy, bị người ta giật mất. Điện thoại bị giật, anh cũng biết giật lại. Vợ bé nhỏ sắp bị người ta giật rồi, anh không qua đi giật lại đi. Trả lại cho tôi đi, vợ bé nhỏ làm sao giống cái điện thoại này được chứ. Nhưng mà tôi không có biết đi giật đâu. Cô An Kỳ à, hay là cô giúp tôi đi giật lại vợ bé nhỏ. Vợ bé nhỏ là của anh, làm sao tôi giật lại cho anh được. Tôi nói cho anh biết, ở ngoài anh Thông có rất nhiều bạn gái. Giỡn với chị Phụng chán rồi sẽ bỏ chị để đi tìm người khác. À, đến chừng đó vợ bé nhỏ của anh sẽ giống như con chó con mèo lang thang, không có ai thèm. Vợ bé nhỏ sẽ trở thành mèo lang thang với chó lang thang, không có được đâu.爱是从未变，快乐如当天。